Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ án thứ ba tại Quảng Ninh. Ngày 24 tháng 10, VOA tiếng Việt có bài Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ tham nhũng hồi ông Phạm Minh Chính lãnh đạo Quảng Ninh. Theo đó, trong phiên tòa mới nhất ngày 24 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án lên đến 11 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vì vai trò của bà trong việc đấu thầu các thiết bị y tế tại một bệnh viện tỉnh. Bà Nhàn từng là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế viết tắt AIC và đang bị Việt Nam truy nã vì bỏ trốn. VOA dẫn truyền thông nhà nước tường thuật, bà Nhàn cùng 15 bị cáo khác, trong đó có 4 người đang bỏ trốn và bị truy nã, gồm cả bà Nhàn, bị đưa ra xét xử trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh năm 2012 theo truyền thông trong nước. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết bà Nhàn được cho là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng vũ khí giữa Israel và Việt Nam trong thập niên qua bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã vào tháng 5 năm 2022 sau khi bà đã bỏ trốn kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Theo VOA, cáo trạng được tuổi trẻ trích dẫn cho biết bà Nhàn là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới, móc nói với các cá nhân tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình y tế do Sở Y tế Quảng Ninh làm chủ đầu tư và tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cũng như tổ chức cho các quân xanh, quân đỏ đấu thầu để trúng 6 dự án. VTC News cho biết, hành vi bà Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 50 tỷ đồng. VOA cho hay, đây là vụ án thứ ba mà bà Nhàn bị khởi tố. Trước đó, bà Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và bị kết án tổng cộng 30 năm tù cho các tội danh liên quan đến vụ bê bối gói thầu trang thiết bị y tế của công ty AIC tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vào cuối năm ngoái. Tiếp theo, giữa tháng 4 năm nay, bà Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. VOA nhận xét, phiên tòa tại Quảng Ninh thu hút sự chú ý đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, người từng giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, từ năm 2011 đến năm 2015. Đây là thời gian vụ án đã xảy ra. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thời còn điều hành AIC. VOA dẫn tờ Nikki Asian cho rằng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, một nhân vật nặng ký của đảng Cộng sản, đang được xem là đối thủ của ông chính, làm dấy lên suy đoán rằng vụ án có thể có liên quan đến một cuộc tranh giành quyền lực trong đảng Cộng sản. Trong khi đó, Tờ Intelligent Online nói rằng mối quan hệ thân thiết giữa Bí thư tỉnh Quảng Ninh lúc bấy giờ, tức ông chính và bà Nhàn dẫn đến việc nhiều hợp đồng cho AIC được ký kết với tỉnh này. Thực tế, nhiều tờ báo quốc tế đã đề cập đến mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cho rằng hai người có một đứa con gái chung hiện đang sống tại Anh. Vì vậy, việc bắt bà Nhàn có thể sẽ quyết định cán cân quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. VOA nhắc lại việc Nhật Báo Test hồi đầu tháng 8 tiết lộ rằng bà Nhàn đã đến sinh sống ở Đức trong nhiều tháng qua. Trong bài điều tra của Test nói rằng các mật vụ Việt Nam đang tìm cách bắt cóc bà Nhàn và Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn nhưng bị chính phủ Đức từ chối. Giới lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhiều lần thể hiện quyết tâm muốn bắt bà Nhàn về nước để chịu sự xét xử cho bằng được. Nhưng cho đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng có vẻ như quyết tâm này không dễ thực hiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bà nhàn AIC bị xét xử trong vụ án thứ 3 tại Quảng Ninh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quy hoạch và tầm nhìn nhưng không thèm bận tâm đến dân sinh. Ngày 20 tháng 10, blog Trần Văn trên VOA có bài bình luận quy hoạch và tầm nhìn, nhưng người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt. Và đây là hình bài trên VOA. Tác giả đề cập đến việc khoảng 95.000 cư dân của huyện Chư Sê phải ngưng dùng nước ngoài ý muốn bởi công ty cấp nước Chư Sê bị công ty điện lực Chư Prong cắt điện. Công ty điện lực Chư Prong ngưng cung cấp điện cho công ty cấp nước Chư Sê vì không thanh toán 41 triệu đồng là tiền điện phải trả cho tháng 9. Công ty cấp nước Chư Sê không trả tiền điện tháng 9 vì các tài khoản của công ty ở ngân hàng bị khóa nên không thể chuyển khoản để thanh toán tiền điện. Theo tác giả, Chư Sê là một trong 17 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Gia Lai, giống như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Gia Lai đã lập xong và vừa thông qua quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, đến năm 2050, Gia Lai sẽ là tỉnh cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe. Tác giả bình luận, cứ như tuyên truyền thì quy hoạch này được đánh giá là nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phân tích dựa trên hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ và tin cậy về hiện trạng, tầm năng phát triển đảm bảo tính khả thi. Nhưng ngay sau đó, cả hệ thống công quyền để xảy ra chuyện 95.000 người không có nước chỉ vì những lý do như vừa đề cập. Và đây là hình cả huyện Chư Sê bị cắt nước vì nhà máy nước không đóng tiền điện. Tác giả tiếp tục đề cập đến việc khu đô thị Thanh Hà tọa lạc ở huyện Thanh Oai, Hà Nội và là nơi cư trú của hơn 30.000 người bị ngừng cấp nước đột ngột. Trước đó, nước sinh hoạt cấp cho dân cư ở khu đô thị này đột nhiên nặng mùi khiến da nổi mẫn, gây ngứa ngáy, Kết quả xét nghiệm, chất lượng nước xác định có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng an toàn, gấp hàng chục đến vài chục lần. Đến ngày 14 tháng 10 thì ngay cả nước bẩn cũng không còn. Phía cấp nước giải thích sở dĩ không có nước là vì nguồn nước bị khan hiếm. Giờ đây, vì cấp nước cho hơn 30.000 người phụ thuộc hoàn toàn vào các xe bồn chuyên vận chuyển nước. Tác giả cho rằng khu đô thị Thanh Hà không phải là trường hợp cá biệt cuối tháng trước sinh hoạt của cư dân ở khu tập thể đại học hà nội cũng rơi vào tình trạng tương tự không có nước để dùng trong sinh hoạt do hệ thống cấp nước bị trục chặt và mỗi gia đình phải sắp xếp để nhận nước vào các buổi sáng tác giả nhận xét nước yếu thiếu nước là tình trạng phổ biến ở hà nội tình trạng này kéo dài đã nhiều năm ở nhiều nơi và càng ngày lan ra nhiều khu vực Tuy nhiên, ngược với tình trạng nước sinh hoạt yếu và thiếu thì Hà Nội lại dư nước mưa. Cứ mưa lớn thì thủ đô lại trở thành thành phố biển. Và đây là hình tầm nhìn của thành phố Hà Nội. Vẫn theo tác giả, giống như Gia Lai, hệ thống công quyền của thành phố Hà Nội đang dồn tâm lực, trí lực, sức lực vào việc lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để định hướng không gian phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và để trở thành thành phố kết nối toàn cầu. Ý tưởng biến Hà Nội thành thành phố kết nối toàn cầu không phải của thành phố Hà Nội mà là sản phẩm trí tệ của Bộ Chính trị. Cũng cần nói thêm, Tầm nhìn này không chỉ là trăn trở của bộ chính trị mà còn là quyết tâm của chính phủ. Tác giả tiếp tục bình luận, cách nay vài thập niên, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bắt đầu bày tỏ sự yêu thích, quy hoạch và tầm nhìn. Tuy nhiên, dù các quy hoạch và tầm nhìn cao xa cỡ nào thì giới hữu trách vẫn không tính và cũng chẳng thèm bận tâm đến dân sinh. Thành ra mới có chuyện dù quy hoạch và tầm nhìn rất thế này, rất thế kia, nhưng dân chúng vẫn không hài lòng bởi thiếu đủ thứ, kể cả thứ thiết yếu nhất là nước đánh răng, rửa mặt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quy hoạch và tầm nhìn nhưng không thèm bận tâm đến dân sinh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới